Sẽ không có từ khóa nào thích hợp hơn để mô tả về thời tiết khắc nghiệt cũng như nhiều vụ việc diễn ra trong ngày. Nóng sẽ là chủ đề bao quát trong bản tin tối nay. Tràn ngập trên mặt báo hay trong những cuộc trò chuyện, nắng nóng đang là chủ đề được quan tâm khi mà đỉnh nóng đã lên tới hơn 44 độ C, mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại Việt Nam từ trước đến nay. Ngoài những chảo lửa trên đường phố, thì bên trong những ngôi nhà siêu tí hon vài mét vuông ngay trung tâm thành phố, nỗi khốn khổ phải chống chọi với nắng nóng còn dữ dội hơn rất nhiều lần. Ngoài kỷ lục về nhiệt độ, thì có thêm một kỷ lục khác cũng được xác lập khi lượng điện tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh một ngày trong vòng nửa tháng qua liên tục lập đỉnh mới, phá vỡ mọi thống kê trước đây. Và khi cầm trên tay những tờ hóa đơn tiền điện tháng này, nhiều người sẽ không khỏi chóng mặt. Nắng nóng và mùa khô đã đến, khiến hồ Trị An thơ mộng ngập trong biển nước, bỗng chốc hóa hoang mạc, trơ đáy cằn cỗi. Việc đi trên những bãi đá nóng hổi khô cằn, đất đai đứt đẻ với nhiều người lúc này lại mang đến nhiều cảm giác mới lạ. Trong khi đó, vụ việc một nhóm giang hồ xông vào siêu thị chém người ở Đà Nẵng đang khiến dư luận xôn xao về mức độ táo tợn khi nhóm này không chỉ truy sát nhóm đối thủ mà thẳng tay chém luôn bất kỳ ai đứng ra can ngăn. Thời tiết miền Bắc theo dự báo sẽ dịu đi, nhưng nếu rơi vào tình huống phải loay hoay tìm kiếm địa chỉ nhà trong ma trận nhà trùng số, phố trùng tên ở Hà Nội, thì nhiều người chắc sẽ không khỏi nóng mặt, bực mình, đi kèm với rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Tôi là Cẩm Tú. Tôi là Phương Nhật. Tôi là Quang Huy. Và đây là Trận Nhạc 20 giờ. Bản tin đầy đủ sẽ công chiếu lúc 20 giờ tối nay. Quý vị đừng quên bấm nút chuông ngay trên màn hình để nhận thông báo và cập nhật những tin tức nóng hổi nhất, những câu chuyện cuộc sống đáng chú ý nhất cùng xem nhanh 20 giờ.